vị, liên quan đến vụ việc một thanh niên da màu bị cảnh sát bắn dẫn đến tử vong, mới đây nhiều người biểu tình phản đối ở Minnesota, Mỹ đã tiếp tục tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát, khiến lực lượng thực thi pháp luật phải dùng biện pháp mạnh, đụng độ đã xảy ra giữa hai bên. Đám đông biểu tình vẫn xuống đường ở Brooklyn Center, bất chấp cảnh sát liên tục kêu gọi mọi người về nhà. Sau khi bắn đạn hơi cay cùng lựu đạn choáng về phía người biểu tình, các sĩ quan cảnh sát đã bước khỏi hàng rào an ninh, dàn đội hình và tiến về hướng đám đông để đẩy lùi họ ra khỏi khu vực. Một số kẻ biểu tình quá khích đã phản ứng lại lực lượng cảnh sát, ném pháo hoa về phía các sĩ quan trong tiếng reo hò và hưởng ứng của đám đông biểu tình. Đám đông cũng liên tục hô to tên người đàn ông da màu Donter Wright. Donter, 20 tuổi, bị một nữ cảnh sát ở Brooklyn Center bắn chết hôm 11 tháng 4. Cảnh sát Brooklyn Center sau đó cho biết nữ cảnh sát trên bắn chết Donter vì nhầm súng lục với súng điện. Nữ sĩ quan cảnh sát Kim Potter, người đã bắn chết Donter, cùng với cảnh sát trưởng địa phương đã từ chức.